Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi tên là Hồng Ngọ. Mày là con ngựa, mày đáo giác mày tìm chỗ mày ra khỏi cái nhà này hả? Hả? Ủa ba ở đâu mà sao con làm gì ba cũng biết hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba ra đây con nói chuyện chút xíu ba ơi. Mày ồn ào quá, câm họng lại đi, tao xuất hiện rồi mày. Cô dâu hả? Ăn mặc vậy mày nói tao cô dâu hả mày? Chứ ba mặc lè lẹt quá, hột quá trời hột rồi, giống y chang cô dâu vậy đó à. Hột nhiều quá để làm gì, còn phải gắn lên trên này, hiểu chưa? Ba, vậy chừng nào ba mới cho con lấy chồng? Không có chồng gì hết trơn á. Sao vậy? Tao nói cho mày biết nghe, đàn ông trên đời này bây giờ không có ai tin tưởng được hết á. Toàn là tiểu nhân bị ổi hạ lưu đê tiện, đạo sĩ thúi không à. Nói chung đàn ông là một sinh vật hiếm có, tàn nhẫn nhất trên hành tinh này, hiểu chưa? Ba mắc cười quá à. Phải chi ba là má, ba hận đàn ông quá, con thấy mắc cười. Ba là ba là đàn ông, mắc mớ gì ba hận đàn ông dữ vậy? Tại má mày tao mới hận đàn ông á. Thôi ba đừng đổ thừa, má con mất từ lúc con còn nhỏ xíu kìa. Trước khi má mày mất á, má mày đã lấy tao rồi, đẻ mày ra rồi. Vậy đó mà cứ đem tao ra so sánh với một số đàn ông khác, so sánh một cách khập khiễng. Nghĩ sao tao vậy, đi so tao với Bình Minh. Một ngày nọ bà ngồi bà lặt ra, bà nhìn lên tivi, bà thấy Bình Minh, bà la lên nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới cao được bằng Bình Minh. Má con nói đúng chứ bộ. Đúng cái gì mà đúng, sao bà nhào vô tivi bà hỏi Bình Minh, Bình Minh chừng nào mày lùn bằng chồng chị? Rồi cái xong tao tức quá tao đổi kinh, cái bà thấy Phạm Văn Mách cái bà cũng so sánh với tao nữa. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới có cơ như Phạm Văn Mách. Má con nói đúng chứ bộ. Sao bà nhào vô bà hỏi Phạm Văn Mách, em ơi em có cơ nhưng mà chồng chỉ có bắp. Trời ơi, sao người ta mới chuyển kinh, tao thấy Nhật Cường là tao yên tâm rồi hả? Vậy mà cũng đem tao ra so sánh à. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi có nhiều mụn như Nhật Cường à. Để chứng tỏ người đàn ông bản lãnh à. Nổi điên không? Sao bảo nhào vô bà hỏi Nhật Cường ơi, chừng nào em nặng sạch mụn bằng chồng chị? Gây qua gây lại cái bà ói máu mà chết trên giường à, nổi điên không? Đó thì giờ á, chừng nào mới cho con lấy chồng? Không có lấy chồng vậy đó, tao gìn giữ cho mày mấy chục năm rồi, làm ơn làm phước gìn giữ thêm vài chục năm nữa đi bà nội. Ba, nói ba nghe nè, ba đừng nói với con á, là chỉ khi nào á mà con kiếm được người đàn ông á y chang ba, ba mới cho con lấy nghe. Đúng vậy, chừng nào kiếm được một người đàn ông xuất sắc như tao thì tao cho lấy. Kiếm rồi mà kiếm không có ra. Con nói ba nghe nè, trên đời này á có mình ơn ba tôi đó. Con nói thiệt, ba ném về á quái thai quái thú đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai nói mày tao quái thai quái thú đó mày? Tao là quái vật nha mày nha đó. Không có chồng gì hết trơn á, mệt quá đi. Ba à, con nói ba nghe nè, ba nhìn kỹ con đi nghe, rồi quay sau lưng quay. Đó, dắt tay nhau đi nè. Thôi, giống y chang bà mẹ dắt con đi siêu thị không? Rồi, quay ngược lại nữa nè, dắt đi nữa nè. Đó, nhìn từ trước nhìn lại đó, giống như chị dắt em đi học vậy đó. Giỏi lắm á, người ta nhìn kỹ vô mặt hai đứa mình đó, người ta tưởng hai bà bạn thôi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày nói tao bà bạn này vậy bậy, hả? Chứ ba bận gì ra đường, ai nói ba là ông á, con ba đó. Tao nói không có chồng gì hết trơn nghe, nghe lẹ mệt lẹ mỏi quá mày quá. Ba, cái gì? Trời ơi, ba thay đổi cái suy nghĩ của ba đi. Con bữa nay con qua mặt ba rồi đó, con vượt rào rồi đó. Hả? Mày vượt rào rồi hả? Trời ơi, hèn chi tôi thấy nó sổ ra như bao gạo vậy trời ơi. Trời ơi, con mập là tại vì con già rồi, con mập đó chứ không phải là con cái vụ kia đâu, ba đừng có tưởng. Con già lắm rồi đó, con nói cho ba biết. Chứ mày nói mày vượt rào là sao? Hôm nay con mời ảnh tới cho ba coi mặt đó. Trời ơi, mày gan quá vậy hả? Ba nghe nè, ảnh đó ha, là một người á, nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mà ha, ảnh ở trong đoàn á, ảnh là kép chánh không đó ba.
ảnh chuyên môn đóng những cái vai mà kêu bằng là con người nghĩa hiệp, một cái con người mà tốt, mà ta nói trời ơi, bản thân ảnh anh tốt từ trên sân khấu tốt ra tới ngoài đời đó bà. Ảnh xin người ta đóng mấy cái vai mà cà chớn cà cháo hả, chưa bao giờ ảnh được đóng luôn. Ba mà gặp ảnh nè, mà ba sẽ hối hận nếu mà ba không cho con lấy ảnh. Ảnh là cái niềm ước mơ của biết bao nhiêu nhỏ hot girl đó ba. Vậy thằng đó chắc nó bị điên rồi sao, hot girl nó không lấy nó hốt miền con voi đừng tánh linh vậy trời. Cách đây chục năm con cũng hot girl chứ bộ, tại vì ba vua hoài ba không có cho con lấy chào. Ai vậy? Trời ơi, anh tới. Honey, tao xem lừa dối anh. Gì vậy? Tao xem lừa dối anh. Cái gì? Cái gì vậy? Con riêng phải không? Hả? Hả? Nghĩ sao mà rồi mẹ? Con đừng có nói nữa, đi vô lấy cho chú chi ly nước thì chú nói chuyện với má con. Nhìn kỹ cái mặt đấy nè, cái mặt vậy mà mày kêu bằng con hả mày? Trời, chú xin lỗi. Mày nhìn kỹ mặt tao vậy mà con mày hả mày? Xin lỗi, tại vì trời ơi, tao nói cái dáng học sinh mà mặt phụ huynh. Trời đất ơi. Biết rồi, đây là ở đợ nhà em phải không? Trời, chú lấy giùm con hai ly nước trà đá rồi nói chuyện nha, cảm ơn chú nha. Cái gì không hiểu hả? À, chắc Việt Kiều phải không em? Nhìn này chắc là Thái Lan nè, phải không? Sao quá đi khá. Sao mà đây khá bỏ bây giờ chứ khám. Chú ta bằng của Nika đang ở đỡ nó khám một cái ly nước trà đá nè. Khá bỏ lèo 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 lèo. À, biết rồi, Việt Kiều Lào. Sao tổn nà, tổn nà, bà cái quần xa lộn nà, tổn nà, quần nà, bà cái tổn tẹt ra nà. Hùng mà cái là cái tổn tổn. À, người Hàn Quốc hiểu luôn. Cô chứ có đi gọi nó ở nhớ, cô chứ có đi gọi nó. Hai con điên vậy trời. Cái nhà này kỳ quá, bây giờ có lấy nước hay không? Cái gì em? Nghe cho kỹ nè. Sao? Ba tôi đó. À, thì nó bắt đầu sợ rồi. Chết rồi. Nó sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác nha. Nó bắt đầu chuyển giọng nịnh mình. Cô không ngờ bác giống như con quỷ vậy bác. Trời đất ơi. Trời đất ơi, con nhìn em đẹp mà cô không ngờ bác nhìn như con quỷ và không thể một con người nào dị dạng như bác. Bác giống như một cái loài mà đẻ ra mà còn sai múi giờ mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Bác hiểu không? Trời ơi, không có một cái người nào mà lùng một cách giả mang mà lùng xúc phạm người nhìn như bác hết trơn á. Lùng mà lùng không kiên nể ai, lùng bao nhiêu lùng dành hết à. Bây giờ bác thử bước xuống dưới coi, người ta ngồi bằng bác đứng bác tin không? Trời đất ơi, có cái con người nào mà kỳ vậy? Ma mình. Trời ơi, nói thằng vậy mà mày ngồi cười hả? Không, con mắc cười, con xin lỗi ba, tại con mắc cười. Đó, vậy thôi đi, mình nhìn tao nó hoạt hình cũng ra hai con người này. Mày dễ sợ tao nó làm sao một con chuột mà phọt ra con hà mã. Nó kỳ cục lắm, nó nói tôi mày sẽ đi mới làm được cái chuyện này. Trời ơi. Bị tán nữa mà vui dễ sợ. Không biết hai ngày xưa người ta làm sao ta. À, hay là làm đặc xăng, đu dây hả trời. Đu dây thiệt. Đu dây qua đây, cắt dây. Mẹ học máu. À, không phải đu dây, chắc chừ. À, biết rồi, tạc răng, đu cục điện. Đu cục điện, phóng thang, leo thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gạt thang, té. Không phải, ba ơi. Ba. Thôi, để tự con làm được rồi ba ơi. Phải đánh con nữa, con đâu có muốn cười đâu. Tại vì nó mắc cười thôi, con xin lỗi ba. Đánh đi, vô, chơi tới đi, chơi tới đi. Mày sợ bữa hả? Mày sợ hả mày? Đánh cho mày chết. Đánh cho mày chết. À, hay quá, thực hành rất đúng như clip giáo dục của các giáo viên quýnh trẻ em. Hay quá. Đây, ê, nó hói ra kìa, hốt cho nó ăn lại đi. Mày sợ hả bữa? Nhớ đầu mày vô luôn nước là mày chết trà nha. Đó, mày sợ hả bữa? Thôi, hay quá. À, kiếm lên, quyên sinh, đem đi quyên gót từ thiện. Kiên không nổi. Trời ơi trời, cái đùi của nó bằng cái lưng của tôi rồi trời ơi. Cái nhà này kỳ quá ha, trật tự nhà này kỳ quá ha, vui quá ha. Bác, thôi không nhận gia đình mình vui quá ha. Bác, ha, dính lương sợ. Thôi, bác ơi, thôi nha, bây giờ mình vô đây mình coi như mình hỏi tuổi coi có hợp hay không. Chứ mình thích gia đình này quá, vô đi vui quá. Bác là tuổi gì? À, chó hả? Nhìn mà biết là chó rồi, mặt như con chó. Em tuổi gì? Anh nó nghe anh thừa biết nha. Tôi tuổi ngựa anh biết thì đúng rồi, nhìn cái mạng nghe lưới em con ngựa rồi, nó thèm trai ra mặt mà. Con thì là có tánh con là con tuổi hổ, cái tánh con cái mạng con á, cái thiên mệnh anh hùng của con là con hổ. Bây giờ con phải trị vì cái gia đình này thôi. Bụng miệng đây ba ơi, cho nó nói. Con không ngờ anh như vậy đó. Trời ơi, anh có biết là tôi giới thiệu với ba tôi về anh sao không? Mà bữa nay anh đến anh làm như vậy hả ba? Bây giờ ba nói đi, ba chửi đi. Miệng nó lại, mày vô đây mày nói, mày không cho ai nói hết trơn á. Người ta muốn chen vô người ta nói cũng không có nói được với mày hả? Bây giờ mày nín rồi tao cũng không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì để tao nói con mà nghe.
Trời đất ơi, cái gia đình này mất đặc tự quá, tôi phải vô tôi làm lại cái gia đình này, cho coi rúng liền, cho coi rúng liền để xem có vô được cái gia đình này không. Muốn hai coi ba đúng à? Muốn coi đúng à? Trời à? Ơi, già môn bất hạnh. Người ta nói rúng sâu sống lâu, trời ơi cái rúng mình lồi ra như cái mài ghẻ vậy, sống sao được lâu trời. Bác ơi, bác con nói thiệt khổ quá. Em à, tại sao ba em có như vậy? Ngày xưa nhìn tội nghiệp lắm, quen nhau thấy già hơn mình quá trời, mình nói là chắc là phải lớn hơn mình. Không, coi cái chứng minh nhân dân là nhỏ hơn mình 3 tuổi. Hoang mang, nói 3 tuổi nhỏ hơn mà tại sao cái mặt già như vậy? Thì bây giờ mới hiểu, trời đất ơi, chắc em bị áp chế lắm phải không? Ở cái nhà này stress lắm phải không? Ở với một người cha vậy làm sao mà sống nổi hả em? Anh nín nha. Cái gì? Anh nói thêm mấy tiếng nữa là tôi với anh đập lộn nghe. Anh nói biết không? Hả? Anh đừng có nói. Tại sao mà anh mất dạy vậy? Tại sao mà anh đối với tôi như vậy? Mẹ nó nói đi con. Mẹ, cha khỏi đi, cha khỏi đi. Bây giờ cha bịch rồi, con cũng biết nói cái gì nữa cha. Không biết nói, để ta nói cho mà nghe. Bây giờ tôi vô cái gia đình này để tôi lập lại cái trật tự gia đình này. Cái gia đình này hỗn loạn quá, để tôi giáo dục lại từ đầu. Bác, con sẽ là trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Bây giờ cho con hỏi nè, con nuôi em thì sợ người ta nói là con ăn của nhà mình. Cái nhà này, phòng này của ai? Của bác phải không? Nó to nhất, bây giờ nó là của con. Con sẽ ở phòng đó. À, còn bác thì tớ ở đâu? Toilet đi hả? Hả? Con sẽ lấy cái giường ra. Trời trời. Thì nói chung là cái gia đình này là mọi chuyện nó phải theo cái sắp đặt của em. À, thì mai mốt mày đứng im. Cái gì? Mày thông báo cho tao biết cái gia phả nhà mày. Má mày làm gì? Dạ má con làm nghề từ thiện lắm. Làm gì? Đâm thuê. Hả? Má nó đâm thuê. Còn ba mày? Chị em mướn. Chị vậy? Chị em gì không? Dạ có, rồi có hai người chị nó làm nghề cũng trong sạch lắm. Nghề gì? Tú bà. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà mày nói nó tốt đó hả? Nhưng mà cái đó made in dòng họ, con đã sửa đổi rồi, con không làm gì cả. Con là người rất là đàng hoàng, chỉ có cái cô hơi bị vô duyên thôi. Trời ơi. Con sẽ vô cái nhà này, con lập lại trật tự cho nhà này ha. Bây giờ là mọi chuyện, thứ tự gì là do một mình tôi lập hết nha. Coi như là hai cha con có gì từ từ tham thảo với nhau đi nha. Mày, cái gì? Mày quá trời rồi, mày đợi tao. Mày đợi tao, tao chịu hết. Sao giận anh dữ vậy em? Trời ơi, đợi tao. Nè, tôi làm anh từ từ thiệt, một năm trời nay tôi mới thấy cái bản mặt thiệt của anh. Trời ơi, tại sao? Ê, cái gì? Trời ơi. Ba. Em cứ để yên, em cứ để yên. Có chém được ta không? Thử chém có được không? Tao giết mày. Cái thân còn không bằng cái cây, nó giật cái mất thăng bằng chơi nè. Thang nè. Đó. Thấy không? Muốn chém là phải chém như vậy nè. Một phát là đi đời. Trời ơi. Anh bị cái gì vậy hả? Anh bị cái gì vậy? Anh vô đinh rồi chém cha tôi là sao? Không có bị cái gì hết. Anh sẽ chém em ra luôn. Nếu em cắt được anh, em sẽ làm món sushi cho cả nạp này. Một, hai, ba. Dừng tay lại. Trời ơi, thiệt tình quá đáng luôn ha. Ai gì? Tôi ở bên xóm mà tôi thiệt ra tôi bây giờ tôi thấy xảy ra một cái chuyện mà vô cùng bất bình ha. Cậu cậu nè ha. Bây giờ tôi xin phép cậu cho tôi đấm cái mặt cậu một cái nha. Tại sao? Không, tôi rất là thần tượng cậu ha. Tôi coi trên phim nè, tôi coi trên kịch nè, cậu đóng những cái vai vô cùng anh dũng, vô cùng dễ thương, vô cùng là cao thượng. Tại sao bữa nay ở ngoài cậu làm tôi thất vọng quá? Cậu hổn tới mức độ mà tại sao cậu thương mẹ em, sao cậu không bồng con? Hả? Cái gì vậy? Tôi thương mẹ là phải thương con người ta là sao chém? Trời ơi, sao không nói tôi con nói trơn lại sao trời? Ờ, giờ bác cha tám, cha vô duyên, cha kế bên nhà tôi lạnh như không nhận ra tôi vậy cha. Mẹ bận quá đồ nhìn đâu có ra. Dạ chào hiệu trưởng trường Kim Đồng. Hả? Trời ơi. Đó, là sao con làm cái gì? Tôi thất vọng quá, tôi rất là thương cậu, tại sao con làm như vậy? Con làm mất nhân cách, một người không có động lương. Cậu đang giọng cho mặt cậu. Tôi phải giọng mặt cậu. Đánh đi anh. Đánh đi. Chửi em nữa đi anh. Đánh đi. Ủa tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu kêu đánh làm sao? Cảm ơn anh. Trời ơi. Ôi. Thương lắm á. Tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu không né mà cậu kêu đánh làm sao? Trời, lần đầu tiên mười mấy năm em diễn vai chép kép chánh, lần đầu tiên em vô vai ác mà tự nhiên có người quýnh em thành công quá hả? Ủa là sao? Con xin lỗi gia đình, anh xin lỗi em nha. Con xin lỗi bác, anh xin lỗi chú. Tất cả con không phải là cái gì mất dạy gì đâu. Tại vì cắt máy đem, cắt máy đừng quay nữa. Cắt, đó cắt. Ủa gì vậy? Bốn năm thằng quay biết thằng nào cắt dạ, hả? Tại vì con kêu mấy thằng nhỏ đó nó quay lại cảnh này. Tại vì đạo diễn từ xưa giờ giao con vai kép chánh, không bao giờ giao vai kép độc. Không có vai tính cắt nào trơn. Con muốn đổi mới, con không muốn là kép chánh hiền lương nữa. Con muốn một cái gì đó sáng tạo hơn cho khán giả. Không còn cách nào con phải lén vô cái nhà này. Con liều luôn. Làm vậy cho cảm xúc nó thật diện mới đã. Anh nói nha,
Tại sao anh không kiếm chỗ khác anh thử cảm xúc mạnh vô nhà để anh thử đặng mà thì anh hổn với ba quá. Phải chị có em thương anh làm vậy được chứ vô nhà người ta tao quýnh anh chết đấy. Thì ra là nãy giờ là tao cộng thành đang đóng phim ha. Dạ con đóng phim thử đấy, con cảm xúc nó thật đấy, con gửi băng cho đạo diễn giao vai mới cho con. Bà nội già bố cái quá mạng thôi, giờ cái chuyện gia đình năm mới chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nha ha. Rồi chúc hiệu trưởng cũng khỏe ha. Hiệu trưởng cái gì? Con trai già đừng nhiều chuyện đó, nhà nào có chuyện chẳng nhoi vô hết trơn à. Thôi mà. Thôi đi về đi ông nội. Dạ cảm ơn xin lỗi. Là đúng lắm rồi đó. Xin lỗi, không xin lỗi. Đi đi. Mà ba thiệt. Con xin lỗi ba. Quá đẻ mày xin vô xin lỗi hả mày? Hả mày, mày nói quá trời, mày chê bai quá rồi mày xin lỗi câu hả mày? Hả? Em. Hai đứa mày tin không? Tao cái bạc bạc hai đầu nằm đây nè, tin không? Thôi mà. Ba cường quá. Anh nói vậy rồi. Mày binh ha chưa gì mày binh là tao lóc mỡ mày giờ đó nha, nha. Chà. Ờ. Quỳ đi anh. Em kéo quá. Lại cha. Lại. Anh nói vậy rồi lẽ về cho còn chém. Cha thấy không, anh yêu nghề tới cỡ đó mà sao cha chém anh chi cha. Thương con gái tôi phải không? Anh cũng kỳ nữa, mai mốt mà anh có muốn vậy anh nói em phụ với anh diễn đặng lừa gạt ba. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết em con. Con mày đánh nó bồm đầu hoài nó không sợ tôi à trời. Chết em con, chết rồi em. Cưới con tôi về cho nó ở đâu? Dạ tôi nói chứ con thương em lắm. Đi đứng dậy đi em, thưa với ba đi mình cưới hỏi nhau. Con xin lỗi bác, con phải là người như vậy đó, bác thương con nha. Cưới em về con lo cho em đàng hoàng, lo cho bác luôn. Dạ con mới mua được cái chung cư cao cấp. Cấp mấy? Dạ cấp 4 bác. Nhà cấp 4 là cao nhất rồi đó. Nhà cấp 4 mày đặt nói chung cư cao cấp mệt mỏi quá. Ồ, cao nè quá. Tôi có một đứa con gái rượu thôi à. Rồi lôi nó đi đâu. Thôi được rồi. Cưới nó xong rồi về ở trong nhà này luôn. Dạ. Cậu tuổi gì? Dạ con là tuổi Dần phải không? Nó đó. Dần. Dần. Túc. Ngọ. Tam hạp đó. Phải không? Nếu vậy thì Tết này cưới luôn hả bác à? Cưới luôn đi con. Dạ cảm ơn bác. À, con cưới luôn rồi con về nhà này con muốn ở đâu con ở? Dạ ở phòng này được không? Phòng con đó cha. Xin lỗi bác. Dạ mời kịch xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cho một tràng pháo tay cho hai người anh, người chị rất là đáng yêu của Trấn Thành. Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí. Cảm ơn hai anh chị, cảm ơn hai anh chị rất là nhiều.